tre. Đây, mình đang chuẩn bị vào chùa nha các bạn. Hôm nay thì mình có mặt ở đây để cùng quý thầy và quý Phật tử phát quà cho bà con nghèo và bánh trung thu cho trẻ em ở xã Lương Phú. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình đi vào trong chùa nha. Đây là khuôn viên chùa nha các bạn. Trước mắt các bạn là xe Phật tử đoàn tử ngoài Vũng Tàu đó, họ đang về đây đó. Mình thấy xung quanh chùa rất là rộng, mỗi lần có Phật sự hay gì đó là đoàn xe Vũng Tàu về đậu hết cái khuôn viên chùa luôn nha các bạn đó. Khuôn viên này nè, mai mốt là xe đậu hết luôn, mỗi lần có Phật sự đó, là xe 16 chỗ rồi xe 7 chỗ rồi đậu hết chật khuôn viên chùa luôn. Đây, đoàn Phật tử ngoài Vũng Tàu về không á, các bạn thấy không? Hi, xin chào các bạn, trước mặt các bạn là Quan Thế Âm Bồ Tát, nặng 15 tấn, cao 8 mét rưỡi các bạn. Bây giờ mình tiến lại rồi. Chết cha, gần này không thế thì sao? Đem về cũng rất là khó khăn nha các bạn. Đem tượng đá, có đặt đá đem từ ở ngoài Long Thành về á, Long Thành Đồng Nai về các bạn, đá Long Thành. Đá vất vả đem về tới đây, từ hoành bộ đem là xe về tới đây, rồi phải đem xà lan đem vào, đó là đổ từ ở ngoài cái sông, đó là nằm một cái con lăn, lăn từ 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 đây, đem cái tượng về các bạn có khó khăn, không biết gì, thế này, đó các bạn thấy phía sau có cái nền đó, đó là cái tre rất là đẹp, như ban đêm á, lên đèn, đó, có cái nền tre rất là đẹp, màu đỏ, đó các bạn thấy là đẹp không? Nếu như các bạn có đi về ở xã Lương Phú, Lương Hòa dùng cho Bến Tre thì các bạn ghé thăm và chiêm ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm các bạn. Rất là đẹp, bằng đá, khoảng 15 tấn các bạn. Rồi xin mời các bạn đi theo mình, theo mình đi xung quanh đó nha. Từ đây, bây giờ mình sẽ đi vào trong giảng đường nha các bạn. Đây. Thank you.
vô rồi. Thuyền chủ chùa Long Quá. Quá là cố quá, chủ. Ngày xưa chùa Long Quá đây các bạn. Đây là con Phật tử ở đây, hàng ngày tới đây, trưng bông, dọn dẹp xung quanh. Đây là con Phật tử ở đây. Có hàng ngày của trưng bông như thế này, cổ ở gần ở đây thôi. Thu xếp công việc ở nhà, đó như hàng ngày cô tới đây, nó có chân bông rồi dọn dẹp ở trong chùa đồ, nó có một tay cổ hết. Đó. Đó, thôi để con chúc sức khỏe cho cô nghe, mong cô có nhiều sức khỏe để cô phục vụ công việc cho chùa của quý thầy ở đây, đây nha. Cô cảm ơn con, không để cô nghe con không có khỏe, cô hỏi hoài, dạ. Nói thăm hàng hoài à? Dạ. Không về thì chỉ nhớ quá trời. Không được khỏe chứ về đây là không khỏe, gặp dạ, cô khỏe. Gặp cô, không gặp cô là không khỏe. Thôi con chúc cô nhiều sức khỏe nha, để phục sự cho con tâm bảo cho quý thầy một công việc với quý thầy ở đây nha. Cô khỏe đi, tiếp xung quanh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục theo chúng mình đi ra về phía sau với các bạn. Đây là cổng chùa cũ ngày xưa nha các bạn. Phía trước á, cái mé sông nha, cái đây là cổng chùa cũ ngày xưa, nhưng mà bây giờ á là thầy về đây cải tạo lên ngôi chùa, xây hàng rào rồi, cho nên cổng chùa á sẽ quay ngược lại về phía bên kia. Ở đây giờ chỉ là cổng phụ ở phía sau lưng chùa thôi. Thầy vừa cải tạo chùa này kia nè, nó xây hàng rào này nha các bạn. Làm cho ngôi chùa lâu quá rất là khang trang. Ngày xưa nơi đây á là ngôi chùa chỉ là mái lá thôi, tường cây thôi. Rồi thỉnh thầy Đại Đức Thích Huệ Định về đây nhận ngôi chùa nơi đây, nó thầy xây dựng lại rất là khang trang. Các bạn thấy á, nó ngôi chính điện xung quanh là rất là khang trang. Đó. Rồi mình đi theo các bạn, đi theo mình mé sông các bạn. Đây trước mắt các bạn á, là một hàng giống này, do cũng thầy tự nghĩ là thiết kế đây. Đây những cái giống như thế này, thiết kế dăng cái giống một cái bên như vậy, 2, 4, 6, 8 vật dăng gần 10 cái võng nha các bạn, thiết kế cho quý Phật tử đó, từ ngoài phương xa về Vũng Tàu, từ Vũng Tàu về đây đó, để Phật tử nghỉ ngơi. Rồi nhiều khi Phật tử mệt mỏi rồi nghỉ ngơi ở đây, nó nằm võng ở đây nghỉ ngơi nha các bạn. Đây là cái đường đi chính nè, mà để mà di chuyển mẹ Quan Âm từ ngoài mé sông đi vào trong cái đó nha các bạn, kéo từng mm để đi vào trong cái chùa. Không dám công tử luôn. Mấy anh thầy đấy kìa. Chị chào em. Dạ, chào chị, chị khỏe không? Em khỏe hả? Dạ. Bữa nay nghe tin chị về rất là vui. Dạ. Cảm giác chị về quê chùa Long Quá như thế nào chị? Thì tối chia sẻ cho mọi người được biết được không ạ? Chị về Long Quá hả? Chị dạ. Thích luôn. An lạc nè. Dạ. Phải từ từ tắt hủy ra. Mát mẻ nè. Tối quá. Mát mẻ hả? Rồi sao nữa? Tất cả các anh chị em đều ở đây sáng rồi, hoan hỷ hết. Dạ. Nhờ mọi người về đây hoan hỷ rồi kia mà nên mới được cái không khí vui vẻ như thế này. Chị thường về đây làm công quá không chị? Cũng cũng là đừng thích rồi chứ. Cũng thường cũng một tháng đi một lần. Dạ. Cũng như là khi nào mà thầy có phận thầy sự, có Phật sự, thầy có phận sự ở đây đó, thì chị về đây phận sự nơi đây, ở nơi nào có phận sự của sư phụ thì chị đều đến hết đó. Nhưng mà ở đây là cảnh quê, chị phận sự ở ngoài kia thì nó khác đó, đây là cảnh quê đó. Chị về đây chị thích không? Rất là thích. Rất là thích không? Vậy chị ở đây luôn ha? Được luôn. Rất là thích đó chị. Dạ, dạ. Khung cảnh chị thấy không? Luôn. Quê sông nước rồi thấy không? Sông nước rồi nè. Đi ra, đi ra. Cứ mỗi kỳ là sư phụ phóng thanh. Dạ. Ở đây á là sư phụ tổ chức phóng thanh luôn nè. Đó. Ở đây cứ Phật tử là phóng thanh, cái sư phụ thuê cái đò nó chở ra giữa sông phóng thanh, cho nên cảnh rất là đẹp. Đó. Khung cảnh nè, sông nước rồi cây có. Đó, rất là đẹp, chụp hình rất là đẹp nha chị. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn chị nha. Dạ, chúc chị nha. Chúc chị sức khỏe nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Sức khỏe thật là nhiều để làm công quả phục sự cho sư phụ nha. Rồi, cảm ơn chị. À, phòng giác cô mới luôn, cô tự mới này. Cô chào cô ạ. Con là lần đầu tiên cô về đây hả? Cái này là thứ ba rồi. Cô về
là thứ ba rồi. Dạ. 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 Không biết nữa. Cô ở Vũng Tàu luôn hả cô? Cô ở Vũng Tàu luôn ạ. Dạ, cô ở phường mấy? Cô ở phường Thắng Nhất. Cô vừa Thắng Nhất hả? Dạ. Dạ. À, cảm giác sau ba lần cô về đây viếng chùa Long Quá, cô thấy như thế nào cô? Nói chung là chùa thay đổi nhiều, sư phụ cũng sửa sang chùa là hôm nay thấy đẹp nhiều lắm. Coi như cô về lúc mà chùa Long Quá chưa có hoàn thành, lúc mà còn còn mái lá đâu. À, vậy là cô cũng đã về đây đó lâu rồi. Và chứng kiến cảnh thay đổi của chùa Long Quá rồi. Đó, rồi cô thấy như thế nào cô? Nói chung là về đây khí hậu trong lành tốt. Dạ. Mát mẻ, thoải mái, mọi người đây cũng vui vẻ. Dạ, với bà con ở đây rồi. Dạ. Vui vẻ hả cô? Dạ. Dạ. Nhưng mà tôi về mỗi lần về đây mà ấn tượng nhất là sư phụ không thả cá phóng xanh. Dạ, thả cá phóng xanh này đi ra giữa sông thả cá. Rồi thôi con cũng xin cảm ơn. Rồi chúc cô sức khỏe, nhiều sức khỏe nha con. Rồi, con đó, để cô dạ, để cô còn được nhiều lần nhiều lần về chùa Long Quá nữa. Dạ, chú quan con cảm ơn cô. Trước mắt các bạn nơi quả đường của chùa Long Quá nha các bạn. Đó. Nhìn rất là trang nghiêm. Các bạn thấy khuôn viên chùa không? Rất là rộng. Đây là phòng của Chư Tăng nha các bạn. Đó, phòng của Chư Tăng. Đó, mỗi lần mà có lễ rồi này kia thì Chư Tăng về đây, ở đây. Đó, phòng Chư Tăng đây. Và đây là phòng khách luôn nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn có dịp về viếng chùa Long Quá đó, thì quý thầy sẽ sắp xếp nơi phòng khách cho các bạn luôn nha. Đó, phòng khách luôn, phòng tiếp đãi phòng khách luôn. Phòng khách luôn nha. Đó, các bạn thấy chùa chu đáo không? Phòng khách. Đó, các bạn thấy phòng khách. Còn đây là những cái phần gạo đây chuẩn bị để chiều nay để phát chẩn gạo cho bà con nghèo ở chùa Long Quá nha các bạn. Quý thầy đã chuẩn bị sẵn để chiều nay để phát quà cho bà con nghèo ở chùa Long Quá nha các bạn. Đây. Đây xin mời các bạn vào trong, đây có quà bánh trung thu và bánh cho mọi người. Đây những này phần quà bánh sữa là chuẩn bị cho các em thiếu nhi, đó, các em thiếu nhi ở đây để cho các em được có một cái mùa trung thu, đó, có một cái mùa trung thu vui vẻ. Đây những quà bánh cho các em, các bạn thấy không, rất là nhiều nha các bạn. Nó từ chiều nay tầm khoảng 3 giờ. Để phát cho tất cả mọi người. Ở đây cũng là phía trong là cái phòng khách. Đó, khi mà mọi người tới đây viếng chùa Long Quá, những chú viếng chùa xung quanh và được nghỉ ngơi ở đây. Nếu mà các bạn muốn nghỉ ngơi ở đây thì cũng có phòng cho các bạn ở. Đây xung quanh phòng rất là rộng nha các bạn. Đó, có nhà vệ sinh còn đầy đủ nè. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng rãi luôn các bạn. Đây nhà vệ sinh nè, có chỗ rửa tay luôn nè, rất là sạch sẽ. Tuy là chùa ở quê nhưng mà rất là sạch sẽ và rất là đầy đủ nha các bạn. Đó, nhà vệ sinh nè, rộng rãi rất là lớn. Đó, thấy không? Đầy đủ hết. Đó, đây là phòng nhà vệ sinh của phòng khách đó. Mấy chị ngoài Vũng Tàu, ngoài Vũng Tàu nè. Cơm quá chị, cơm ngon quá chị. Cứ tươi lên, cứ tươi lên nha, tươi lên. VTV Vũng Tàu đấy. Đây. Mấy chị giờ mấy cô rất là vui. Đấy. Sáng giờ mấy cô, mấy chị mà phân sự tới giờ mấy cô, mấy chị mới dùng cơm nè. Rồi bốn cô quay mặt về đây nhìn đây. Đấy. Bây giờ cơm đây. Rồi chúc cô chị dùng cơm ngon miệng nha. Đi nè Phan. Đây là nồi sữa đậu nha các bạn. Đây, sữa đậu rất là lớn. Ừ, ông Long Dân ở đâu? Mình thấy không, mà sữa đậu nó xong rồi. Đó, để chiều nay nó đãi mọi người. Nước đường. Đó, nước đường. Còn đây nồi nước đường nha các bạn. Nói chung là về chùa thì có đợi đất cái nồi này không? Về chùa Long Quá là đúng không? Dạ. Được rồi, con. Đó, ở bên đây là ban nhà bếp nha các bạn thấy không? Đấy. Con Lan nhìn lên, con Lan nhìn lên. Con Lan ở ngoài Vũng Tàu, ở đây là các cô Phật tử ở xung quanh chùa Long Quá, ở chùa Long Quá đây. Đó. Con là ca là đó.
rau muống rồi nè. Ở đây là rau vườn nha các bạn, thấy rất là tươi nha, rau nhà vườn nè, không phân thuốc, nó nhìn rất là tươi. Ở đây là ăn rau sạch nha các bạn. Ở đây là rau càng cua đó nè, rất là tươi nha các bạn. Rau càng cua đó. Trời ơi, món cả. Nhút nè, rau sôi đũa nè, bạn thấy không? Rau sôi đũa nè. Nói chung là về đây là chúng ta rất là tươi, rất là mạnh. Đây chị Hai nhà mình nè, đây là cô Nương, cô đầu bếp nè, đầu bếp thì ở Vũng Tàu nè. Phần sự ở chùa ăn uống rồi là do đầu bếp chính nha các bạn. Đó, đầu bếp chính đó. Dạ, còn như chính đó cả đó. Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn đây là chị Diệu Tường. Nói chung là chùa nào có phận sự kéo chị tới, chị Kiều Tường, Kiều Tường ở đâu có phận sự chị Kiều tới. Nói lên coi, nói lên. Cô Tường có mặt lên coi. Chị đang làm gì đó? Cô Tiến nè, nói lên. Quay lại đúng rồi đó. Cái đầy đủ chứ, đó. Hiểu đâu rồi, chùa hiểu đâu đâu đầu tiên rồi. Đó, bên đây mọi người đang rửa chén đây. Lá Phật gia. Ở đây là bà Năm gần chùa nha. Đúng rồi đó. Ở đây mình giới thiệu các bạn món là thức cua nha các bạn. Thức cua này rất là ngon. Đâu rồi, cua đâu? Đây. Thế nồi nó xíu vậy? Cái nồi này chắc nấu đủ với thầy ăn không á? Rất thương. Cái này nồi lớn lắm mà giờ nó còn nhỏ xíu vậy. Cái nồi lớn có nghĩa là mình đã ăn bớt rồi. Nè, súp cua như các bạn nhìn rất là ngon. Đó, nhìn thấy không? Đó, rất là ngon nè. Đây là tàu hũ dừa nè các bạn. Đây, tàu hũ dừa nè. Các bạn thấy hấp dẫn không? Đó. Rất là ngon. Cái miếng này miếng gì? Nấm. Chân nấm. Chân nấm nha các bạn. Trời ơi. Chân nấm làm gì? Được về chùa Long Quá là những cái thưởng thức những cái món ăn ở đây rất là ngon nha các bạn. Đó. Đó, mấy cô đây nấu ăn rất là ngon. Đó, cô thấy không? Cái này xấu, đừng quay, cái này xấu lắm. Tại vì cho cái nó quay. Đây, chuẩn bị là cơm tấm sườn mì chả nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, sườn nè. Đây là mì chả nè. Nói chung á, các bạn về chùa là các bạn khỏi sợ đói nha. Đó, quý thầy với quý Phật tử ở đây á, lo ăn uống cho các bạn. Đó, đầy đủ luôn. Đây này mở hành rồi nha. Đó, hấp dẫn nha. Kiến trúc này rất là cổ và rất là xưa nha các bạn. Đó. Cho nên là các bạn biết đó là chùa này cũng rất là lâu đời rồi. Đó. Nhìn thấy cái kiến trúc của tháp Sư Ông này. Đây là cái phần tháp Sư Ông nha các bạn. Đây là kiến trúc xưa nè. Trên đỉnh tháp á có cái hình bốn mặt, đó. Quay về bốn hướng rồi. Đó. Bảo tháp này rất là xưa, xây dựng từ thời xưa. Bốn hướng. Còn cả tới bây giờ luôn. Đây là bảo tháp hòa thượng Sư Ông chùa Long Quá, nó Dương Long Quang, hòa thượng chế đền Sư Ông để thay sơn chùa Long Quá cho các bạn. Hòa thượng chùa Long Quá, hiện tượng chùa Long Quá mất ngày 10 tháng 6. Ngày tháng 6 năm 2018, nó quay gần cái phụng sự Long Quá Đường Thượng, từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Lục Thế, Húy Nhiệt Quang, Thượng Thiện Hạ Viên, Dương Công Hòa Thượng, Chi Giác Linh, Sức Thế Giáp Tý Niên, Chủ Thế Phủ Thập Ngũ Đệ, Ngũ Tế, Hạ Lạp Thất Thập Nhị Niên, Viên Tịch Mẫu Tức Niên, ngày 10 tháng 6 2018. Quay đỉnh tháp. Cái này tháp này là tháp đá. Đó. Cũng khoảng 10 mấy tấn á, 12-13 tấn nha các bạn. Nguyên một khối tháp như thế này. Đó, phải vận chuyển từ ở đá Mỹ Sơn về. Cái phần tháp á không có chở nguyên phần về đâu. Tháo là từng khúc, ví dụ như cái phần này, từ đây tới đây, họ cắt ra. Họ cắt ra một khúc và từ tầng này
phần này lên phần kia cũng tháo ra, và từ phần đó lên và cái phần chớp cũng tháo rồi ra hết đó. Rồi họ chở về tới đây đó. Rồi cũng đi xà lan đồ cẩu từ ở dưới sông lên đó, rồi xe chở từng phút vào, chứ không thể nào mà chở nguyên khối như thế này. Rồi tại vì lúc mà làm tháp á, phía ông á, đường xá đồ này kia nó cũng chưa có liên lạc như bây giờ, nó đường xá đi rất là khó khăn, cho nên đó là phải tháo ra từng cốp. Mà các bạn nghĩ là vận chuyển một cái bảo tháp như thế này về đây để lắp ở nơi đây cũng rất là khó khăn, tại vì chùa này á là cái chùa ở vùng quê vùng nông thôn, cho nên vận chuyển về rất là khó khăn. Mà các bạn thấy là ở đây mà được cái bảo tháp như thế này thì các bạn thấy vận chuyển thì khó khăn như thế nào rồi đó. Qua gian chậm chỗ đá non nước ở ngoài đó, đá mà bị sương đưa về thì còn gì bằng nữa. Đỉnh tháp đó, các bạn thấy không, rất là đẹp không? Đây là phần mộ của bà của mình, bà ngoại của mình đó. Bà hưởng thọ 87 tuổi đó, bà mất năm 22 tháng 10 năm 2018 14 này các bạn đó, năm 2014. Phần mộ của bà ngoại mình, giờ bà ngoại mình đứng yên nghỉ ở đây. Đây là phần mộ bên cạnh đó, là cái phần mộ của chị của mình đó. Chị thì Nguyễn Duy chỉ có 38 tuổi thôi, chỉ sinh năm 79 đó. Rồi chỉ mất là 6 tháng 12 năm 2016. Nguyễn Duy thì tiền nhân, khi mà chùa Long Quá còn quan sơ rồi này kia, lúc là chưa có xây cất đồ thì chị cũng về đây chỉ phụng sự đó, chỉ làm công việc ở đây phụng sự với chùa, phụ với quý thầy xây dựng chùa. Bây giờ thì giờ chị đã mất rồi.